Duy. Nâng điểm số 81. Anh Hạ anh chặn một tay kiểu như trên TikTok ấy nhưng mà không được. Bị phá rồi. Đây là trận đây là. Dạ. Đây là trận bao nhiêu? Trận thứ mấy? Đây là trận đấu kèo thứ ba rồi. Kèo thứ ba rồi. Công Duy phát bóng. Vẫn tốt. Chưa có gì cả. Để này có sợ bóng nó bay vào mình. Bay vào máy. Anh cứ chia đứng gần tí. Xử lý bóng vẫn còn. Minh Phương. Thủ bóng tốt của Tâm Cận. Vẫn nhấp nhả. Tâm Cận. Một pha đánh bóng kẻ thẳng vào đường y bay ra ngoài của Tâm Cận. Nâng điểm số 12-8. Đúng không nhỉ? Đình Dương phát bóng. Phát bóng không qua lưới của Đình Dương rồi. Nên là 92. Minh Phương phát bóng. Bước một tốt của Tâm Cận. Xuân Quang. Vẫn còn. Phan Nam. Một pha ném bóng ra ngoài của Phan Nam. Nâng điểm số lên 13-8. 9 à? 13-9. Bước một tốt của Nguyễn Hoàng. Vẫn còn. Pha công nhanh. Bất ngờ của Công Duy. Nâng điểm số 13. Bạch à? Bẫy chắn của Tiến Trường nhưng chưa thành công. Trường ngoài bóng. Một pha đánh bóng. Pha đánh bóng ra ngoài của Văn Nam. Lâng điểm số lên 13-8. 9 à? 13-9. Bước một tốt của Nguyễn Hoàng. Vẫn còn. Pha công nhanh. Bất ngờ của Công Duy. Nâng điểm số 13. Bạch à? Bẫy chắn của Tiến Trường nhưng chưa thành công. Trường ngoài bóng. Một pha đánh bóng lọt chắn của Duân Tiến khiến cho Trọng Hoàng phòng thủ không thành công. Điểm bao nhiêu rồi? 19-16. Mình đây là toàn sinh viên đấy. Cả sinh viên này, cả những người học xong rồi. Vâng rồi. Tham gia yêu thích bóng chuyền hơi. Cộng đồng chú ra là muộn đấy. Vừa nãy kín rồi đấy. Tầm khoảng 7 giờ là đông rồi. 7 giờ đông nhất. Ra giờ bọn cháu chuẩn bị nghỉ đấy. Nay có hai đội nữ đánh nữa rồi. Phòng thủ rất nỗ lực của chị Đinh Hằng và Dân Tiến nhưng chưa thành công. Thầy giáo Thiện phát bóng chào 13 người đang xem. Phát bóng rất khó chịu của Tích Trời May Mắn. Dân Tiến lần này anh đã quay về phía của QFC thì rách việc luôn. Để chúng quay video đi. Quay YouTube. Ngửa lên tí. YouTube. Chị à? Ngửa lên tí. Trần ơi, thử thấp. Chúng phải bỏ lên. Đấy. Chúng trông sát hẳn đây này. Quay thử, mai chúng ba ngang máy quay xịn. Chuyên nghiệp. Này mờ lắm. Này mờ lắm. Này mờ lắm. Này mờ lắm. Thôi tiền đây anh Phương ơi. Bắt tiền đây. Ok. Máy 4K chuyên nghiệp. Quay thử thôi. Cái này chỉ là 1.000. Trận đấu tiếp theo được bắt đầu nha. Một pha đánh số 3 của Thép Kim. Anh em nhà quanh đây à? Bọn em ở khu này, sinh sống ở khu này. QFC. Một pha chăn tốt của Thép Kim. Đinh Hằng phát bóng. Thiên. Không phải Thiên, Trần Tiến. Một pha moi bóng tốt của Trần Tiến.
Anh hai nhá, không ra sân nhá. Khép kim phát bóng. Một pha ghi điểm của Trường. Trường bay xúc. Đội đền lừ hay ổn định nhất quanh khu vực ấy ạ. Đúng rồi anh ơi. Đội hoạt động từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm anh em. Tại vườn hoa đền lừ anh em. YouTube phải là anh làm chứ? YouTube. Ok. Cần bình luận không em? Bình luận luôn em. À đây em, anh quay chứ không phải anh like à? Quay đã. Quay để lúc nào đang. Ok. Không phát trực tiếp. Phát trực tiếp có cái em phát. Ok. Trong sân rồi. Đền lừ này ổn định nhất. Mai anh mang cái máy quay phim chuyên máy quay. Vâng, hôm nay anh cầm muộn, tưởng ra sớm rồi cầm muộn đấy. Cầm đấy mới ra được. Ok. Tầm nãy ra tầm 7 giờ đông nghịt luôn. À hai sân. 7 giờ thì khả năng thứ 7 chủ nhật thế ạ. Thứ 7 chủ nhật thì mới đâu xem nào. Xin chào 5.000 người đang xem. Anh Hợi thì cô là thì hàng xóm gì đấy hai ơi. Bình luận viên đọc sĩ là Thư Giang nha. Ok em ơi. Khoảng 7 giờ là đông ạ. Tầm 7 giờ đông nhất anh ạ. 7 giờ đúng là đông đấy. 7 giờ đông nhất rồi. Đội đền lừ hay ổn định nhất quanh khu vực đấy ạ. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Vũ nhá. Đội đền lừ thì không biết là ổn định về cái gì chứ bóng truyền mấy cả uống bia uống rượu thì là ổn định chắc chắn luôn rồi. Còn 3 buổi đi uống bia bóng truyền gánh đủ 7 ngày. Xin chào 6.000 người đang xem. Mọi người đang xem hãy like thả tim và chia sẻ cho bình luận viên đi nào. 7.000 người rồi. Ui dồi ôi, một pha vào đá chéo nhưng vặn cổ tay rất kéo của thầy Áo Thiện luôn. Và đánh bóng rất tốt của teacher may mắn. Bây giờ tụt view ơi. Đấy. Mấy chục người, 40-50 người. Nguyễn Ngọc Vũ đội đền lừ hay ổn định nhất quanh khu vực ấy ạ. À, cảm ơn bạn nhá. Một rất tốt của Đình Hoàng. Ai đây? Trọng Hoàn. Trọng Hoàn gõ bóng rất khéo nhưng phòng thủ rất tốt của Trường Anh Mục. Sau đó là một pha đánh bóng trước cơ hội của Thép Kim. Điểm bao nhiêu em ơi? 8 đều à? 83 Trọng Hoàng phát bóng. Một pha phát bóng lỏng tay rất khó chịu của Trọng Hoàng. Tiếp tục là Thép Kim. Phòng thủ tốt của Trung Mây Múc. Nhưng sau đó là một pha sa bóng không thành công của Quỳnh Búp Bê. Sa bóng luôn của Quỳnh Búp Bê. Một pha đánh hai truyền của Doãn Tiến nhưng không thành công. Quỳnh Búp Bê phát bóng. Một bóng tốt của Trọng Hoàn. Ai đây? Một pha phải nói là bỏ bóng đẳng cấp của Văn Trường. Một pha bỏ bóng bất ngờ. Hiệp Sĩ chuyền ai đây? Hiệp Sĩ. Một pha đánh bóng của chuyền hai. Hiệp Sĩ đi ra ngoài. Hôm nay một pha đánh bóng rất tốt của QFC. Đội em ở đâu em muốn giao lưu ạ? Đội mình ở vườn hoa đền lừ Hoàng Mai Hà Nội bạn nhá. Bạn muốn đến giao lưu thì tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật trong khung giờ 15:30 đến 21:00 hoặc là nhắn tin vào trong bàn vết cho mình sẽ có người trả lời tin nhắn của bạn, sắp xếp thời gian gọi là xếp lịch cho mình mọi người, hoặc là nếu bạn ở gần thì có thể đến đây tham gia cùng. Một pha đánh bóng nhanh rất tốt. Ô, cái chân của Trường Máy Múc rất kéo nhưng chưa có phần may mắn. Cái cảm này là mình mua ở trên mạng. Vâng.
này thì bọn cháu đánh này không ai trông ấy, nó không bị rơi, nhưng mà chú để cái bóng vào thì bung thôi. Không máy còn chân nó chân cao cái đó. À. Cái kẹp này thì bọn cháu đây nó cứ bung, nó không bung được, không đổ được, đúng không? Cái đổ xe. Đây đây, chúng muốn mua rất tốt của muốn mua cái này này. Muốn mua cái này nhưng mà 100%, 105 qua tìm ở trên mạng search không thấy. Trang đi. Bảo cái anh giấy xanh anh chỉ. À, chú nhắn tin anh Hợi ấy. À. Một pha quay bóng thì rất hay nhưng không may mắn của Văn Trường hay gọi là Trường Máy Múc. Thầy Giao Thiện. Một pha đánh bóng giáp vạch của thầy Giao Thiện. Cái này cầm đi nó tiện này. Ừ, cái máy. À, xe máy mới là cầm kể cả treo ở những cái chỗ như này nó cũng tiện rồi. 15 cái vật dụng này có sẵn. Ví dụ kẹp những cái kia cũng được. Một pha mở lòng tốt của Tiến Trường dành cho Tích Chờ May Mắn. Tích Chờ May Mắn hôm nay đã xuống phong độ. Cần những học sinh may mắn như Hồng Nhung của Vũ thì Tích Chờ May Mắn có thể đánh được. Bốc một của Tích Chờ. Ai đây? Quý FC. Một pha đánh bóng mẫu mực của Quý FC. Lúc này Quý FC đang rất khát cho mọi người. Quý FC đã bảo là chắn ơi. Chắn làm sao được Quý FC lúc này. Còn lâu. Ở đây phát ra tiếng phòng thủ rất tốt của Thúy Quỳnh hay gọi là Quỳnh Búp Bê, nhân viên của quán Ông Cấn. Trường Máy Múc, một pha quay bóng về y của Trường Máy Múc, phòng thủ rất tốt của Thép Kim. Ở đây thăng bóng luôn rồi. QFC, một pha phòng thủ rất tốt của Thép Kim. Một pha đánh bóng rất cao tầm của Tích Chờ May Mắn. Giật tiến. Thủ bóng rất tốt của Trường Máy Múc. Quý FC. Lần này thì Quý FC đánh bóng rất hiền. Ai đây? Thầy Giao Thiện. Vẫn còn. Cầu thủ rất nỗ lực của phòng hoàn. Trường Máy Múc. Quý FC. Quay bóng về của Quý FC. Cầu thủ rất tốt của Trường Máy Múc. Quý FC, một pha đánh bóng rất hay của Quý FC, rất cao tầm. Chào 11 người đang xem. Rất mạnh. Vẫn còn. Ném bóng rồi. Bóng chạm rơi đánh lại. 26. Vẫn là pha phản ứng rất mạnh của Đình Đường. Bóng trong sân rồi. Phát bóng. Chào mời nghìn người đang xem nhá. Hôm nay anh trượt nhưng mà ăn điểm của Xuân Quang. Điểm số lên 9-6. Nguyễn Quang phát bóng. Bước một tốt.
vừa chắn thôi. Vẫn còn, vẫn còn. Bóng trong sân.